Vào ngày 19 tháng 10, website của hãng đấu giá Mellon có trụ sở chính tại Paris của Pháp đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, bao gồm cả hai cổ vật của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Trong đó ấn vàng Hoàng đế chi bảo là di sản văn hóa của Việt Nam. Vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm hồi hương cổ vật này trong thời gian sớm nhất. Ấn vàng hoàng đế Tri bảo đúc năm 1823, chiều minh mạng từ năm 1820 đến 1841 là biểu trưng cho quyền lực chính trị của một giai đoạn trong tiến trình lịch sử của Việt Nam. Vì vậy, việc sưu tầm đưa Ấn vàng về Việt Nam để bổ sung cho bộ sưu tập Kim Ngọc Bảo Tỷ và hoàn thiện nội dung trưng bày về Triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là hết sức ý nghĩa và cấp thiết. Theo đại diện Cục Di sản Văn hóa, thông qua các biện pháp ngoại giao và nhiều biện pháp khác, hãng Mellon đã đồng ý tạm hoãn đấu giá chiếc kim ấn Hoàng đế tri bảo của triều Nguyễn trong 10 ngày. Đây là thành công bước đầu trong lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương cổ vật có ý nghĩa quan trọng này. Những người làm di sản mong muốn khuyến khích và thu hút nguồn lực xã hội vào việc chống chảy máu cổ vật và khuyến khích cổ vật hồi hương. Nếu cá nhân hay tổ chức hiến tặng bảo vật cho nhà nước thì sẽ được hỗ trợ các chi phí về vận chuyển, thuế hải quan và tặng bằng khen theo quy định. Ngày 31 tháng 10 tại thủ đô Paris, nhà đấu giá Mi Ông đã mở các phiên bán đấu giá trên 300 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam hoặc liên quan tới Việt Nam. Được biết trong số này có gần 100 cổ vật là bình, bát, đĩa, xứ, chai lọ, lưu hương, tượng đồng, có niên đại từ thế kỷ 18-19, hơn 150 tác phẩm nghệ thuật tranh lụa, sơn dầu, sơn mài của nhiều cố danh họa như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Lê Phố, Mai Trung Thứ và khoảng 50 đồ vật chạm khảm. Bên cạnh đó, nhiều cổ vật quý của triều đại Nguyễn như là huân chương, huy chương, phù hiệu, đồng tiền, chén vàng của vua Minh Mạng, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại cũng được đưa ra đấu giá lần này. Cũng trong phiên đấu giá trên, chiếc bát vàng quý hiếm thời vua Khải Định năm 1916-1925 được chạm nổi những con rồng vờn ngọc thiêng với dấu khải định niên chế, khắc dưới đế bát đã được mua lại với giá 680.000 euro, mới mức giá cao nhất trong phiên đấu giá lần này. Tấm kim bài bằng vàng thời vua Duy Tân từ năm 1907 năm 1916 hình chữ nhật, hai mặt có trang trí chạm khắc hình rồng và cá chép vượt vũ môn ở giữa các dòng chữ Hán Nôm có nghĩa Duy Tân ân tặng và toàn quyền phủ quản lý cũng được trả giá 70.000 euro. Riêng chiếc kim ấn bằng vàng nặng 10 kg đúc năm 1823 dưới triều vua Minh Mạng từ năm 1820 tới năm 1841, biểu tượng cho quyền lực tối cao của thiên hoàng trong chế độ quân chủ của nhà nước phong kiến Việt Nam, có giá chào bán ban đầu khoảng 2 tới 3 triệu euro.